Ngọc Thơ thời báo chấm D kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin. Trung Quốc cho vay như xã hội đen khiến các nước nghèo có nguy cơ vỡ nợ. VOA tiếng Việt ngày 19 tháng 5 có bài Các khoản vay Trung Quốc đẩy các nước nghèo nhất trên thế giới đến bờ vực sụp đổ. VOA dẫn một phân tích của AP về hàng chục quốc gia mắc nợ Trung Quốc nhiều nhất bao gồm Pakistan, Kenya, Zambia, Lào và Mông Cổ cho thấy việc trả nợ đang ngốn một lượng doanh thu thuế lớn chưa bao giờ thấy. Hình ảnh bài trên VOA. VOA dẫn lời kinh tế Harvard, Ken Goroff, nói ở nhiều nơi trên thế giới đồng hồ đã điểm, Trung Quốc đã tiến vào và để lại sự bất ổn địa chính trị có thể gây ra những ảnh hưởng lâu dài này. VOA cho biết khi một quốc gia có nguy cơ không trả được nợ, những chính phủ cho vay lớn như Hoa Kỳ, Nhật Bản và Pháp sẽ thực hiện các thỏa thuận để xóa một số khoản nợ. Mỗi nước cho vay tiết lộ rõ rằng họ được nợ những gì và theo những điều khoản nào để không ai cảm thấy bị lừa dối. Tuy nhiên, VOA cho biết Trung Quốc đã không chơi theo luật đó. Họ thậm chí từ chối tham gia các cuộc đàm phán đa quốc gia, chỉ đàm phán riêng và khăng khăng đòi giữ bí mật, cấm quốc gia mắc nợ, nói về các điều lệ của các khoản vay. Điều này đã khiến cho các nhà cho vay khác từ chối giúp đỡ các quốc gia mắc nợ và điều này khiến các quốc gia đó phải cắt giảm chi tiêu, làm gia tăng nghèo đói. VOA dẫn lời ông Patrick Curran, chuyên gia kinh tế cấp cao của tổ chức nghiên cứu Telemer nói, ngay khi các vòi tài chính bị tắt, quá trình điều chỉnh sẽ diễn ra ngay lập tức. Nền kinh tế co lại, lạm phát tăng vọt, thực phẩm và nhiên liệu trở nên không thể mua được. Theo VOA, Bộ Ngoại giao Trung Quốc, một trong một tuyên bố với AB Bác bỏ quan điểm cho rằng Trung Quốc là một bên cho vay không khoan nhượng và đổ lỗi cho cục dự trữ liên bang Mỹ. Họ không chấp nhận yêu cầu của quỹ tiền tệ và ngân hàng thế giới về việc xóa một phần khoản vay. Hình ảnh thảm cảnh ở Zimbabwe và nhiều quốc gia vỡ nợ khác. Quan điểm của tôi là chúng ta phải lôi họ, có thể đó là một từ bất lịch sự, chúng ta cần phải đi cùng nhau. Giám đốc điều hành quỹ tiền tệ Crystallia Georgieva cho biết, bởi vì nếu chúng ta không làm như vậy sẽ có những thảm họa cho rất nhiều quốc gia. Người có công trong việc lôi những khoản nợ giấu mặt của Trung Quốc ra ánh sáng theo VOA là ông Brad Parks, giám đốc điều hành AD Data, một phòng nghiên cứu tại William and Mary. Từ năm 2011, ông Parks đã phanh phui hàng ngàn khoản nợ Trung Quốc bí mật vượt qua những rào cản che đậy và dối trá từ chính quyền độc tại Trung Quốc. Vào thời điểm đó, Trung Quốc đang tăng cường cho vay vốn trong khuôn khổ sáng kiến vành đai và con đường trị giá 1.000 tỷ đô la để đảm bảo nguồn cung cấp khoáng sản quan trọng, giành được các đồng minh ở nước ngoài và kiếm nhiều tiền hơn từ việc nắm giữ đồng đô la Mỹ. Nhiều nước đang phát triển mong muốn có đô la Mỹ để xây dựng các nhà máy điện, đường xá, bến cảng và mở rộng hoạt động khai thác mỏ. Nhưng sau đó một vài năm, những quốc gia đi vay thấy mình mắc nợ nặng nề và cái nhìn của công chúng thật tồi tệ. Vì vậy Trung Quốc bắt đầu thành lập các công ty vỏ bọc để cho vay. Điều này để cho phép các quốc gia mắc nợ nặng nề tránh đưa khoản nợ mới đó vào sổ sách của họ. Ông Parks nói khi những dự án này trở nên tồi tệ, những gì được quảng cáo là nợ tư nhân sẽ trở thành nợ công. Có những dự án như thế này trên khắp thế giới. Báo cáo của AD Data cũng cho thấy số thứ được xây dựng không có ý nghĩa kinh tế và có rất nhiều vấn đề về chất lượng ví dụ như một sân bay do trung quốc tài trợ ở sri lanka hầu như không được sử dụng ở uganda và ecuador các vết nứt xuất hiện tại các nhà máy thủy điện ở pakistan một nhà máy điện đã phải đóng cửa vì sợ có thể sụp đổ ở kenya đoạn quan trọng cuối cùng của tuyến đường sắt không được xây dựng do quy hoạch kém và thiếu kinh phí ông parks đã phát hiện ra một điều đáng báo động ở các điều khoản bắt buộc của các quốc gia đi vay phải gửi đô la Mỹ hoặc ngoại tệ khác vào các tài khoản ký quỹ bí mật mà Bắc Kinh có thể can thiệp nếu các quốc gia đó ngừng trả lãi cho các khoản vay của họ. Hình ảnh Trung Quốc không muốn xóa nợ theo yêu cầu của Quỹ Tiền tệ Thế giới và Ngân hàng Thế giới. Ông Park cũng phát hiện ra rằng Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã cho vay hàng chục tỷ đô la thông qua hình thức có vẻ như là trao đổi ngoại tệ thông thường các quốc gia thường sử dụng trao đổi ngoại tệ để khắc phục sự thiếu hụt tạm thời trong dự trữ ngoại hối chỉ với mục đích thanh khoản không phải để đầu tư xây dựng và chỉ tồn tại trong vài tháng nhưng trung quốc đã sử dụng hình thức này cho các khoản vay kéo dài nhiều năm và tính lãi suất cao hơn bình thường và quan trọng là chúng không xuất hiện trong sổ sách dưới dạng các khoản vay có thể bổ sung vào tổng số nợ của một quốc gia các giao dịch hoán đổi có thể giúp ngăn chặn tình trạng vỡ nợ bằng cách bổ sung dự trữ tiền tệ, nhưng chúng trông chất thêm các khoản vay lên trên các khoản cũ và có thể khiến tình trạng sụp đổ trở nên tồi tệ hơn nhiều. Một số quốc gia nghèo đang phải vật lộn để trả nợ cho Trung Quốc, giờ đây đang mắc kẹt trong một kiểu cho vay lấp lửng. Trung Quốc sẽ không nhượng bộ khi chịu thua lỗ và quỹ tiền tệ không cung cấp các khoản vay lãi suất thấp nếu tiền chỉ để trả lãi cho các khoản nợ của Trung Quốc. Trừ khi mọi người hiểu cách Trung Quốc cho vay, cách thức vận hành hoạt động cho vay của họ, chúng ta sẽ không bao giờ giải quyết được những cuộc khủng hoảng như thế này, ông Park nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Trung Quốc cho vay như xã hội đen khiến các nước nghèo có nguy cơ vỡ nợ. Việt Nam, chính sách trốn thuế trở thành vũ khí đàn áp nhà hoạt động dân sự. Theo thông tin mới nhất từ BBC, có những dấu hiệu cho thấy chính phủ Việt Nam đang sử dụng các tội danh về thuế để đàn áp các nhà hoạt động và những người bất đồng chính kiến. Thực tế là đã có nhiều trường hợp bất đồng chính kiến bị bắt giữ và buộc tội trốn thuế. Hình ảnh bài trên BBC. Có một số trường hợp tiêu biểu có thể được liệt kê như nhà hoạt động môi trường Đặng Đình Bách, Mai Phan Lợi, Bạch Hùng Dương, Nguyễn Thị Khanh. Trong quá khứ, đã có cả luật sư, tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, nhà báo Trương Duy Nhất, luật sư Lê Quốc Quân. Các phiên tòa liên quan đến chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, chỉ kéo dài một hoặc nửa ngày, trong khi các bị can đã phải chịu tù giam và điều tra trong nhiều tháng. Các tổ chức quốc tế, chẳng hạn như dự án 88, đã đưa ra các báo cáo cho thấy chính phủ Việt Nam đã sử dụng luật thuế như một công cụ để đàn áp các hoạt động chính trị Báo cáo gần đây của dự án 88 chỉ ra rằng có những điều bất bình thường trong các vụ án này. Thông tin trong báo cáo cho thấy các vụ án trốn thuế ở Việt Nam thường chỉ bị truy tố theo tội dân sự chứ không phải tội hình sự. Đáng chú ý, những người bị điều tra về tội trốn thuế hay hầu hết không bị giam giữ trước khi ra tòa, mà chỉ bị giám sát tại nhà, chiếm 86% tổng số trường hợp. Một điều đặc biệt nữa là trong trường hợp của Đặng Đình Bách, Người bị cáo buộc trốn thuế hơn 1 tỷ đồng điều tra thực hiện trực tiếp bởi Công an Điều tra An ninh Hà Nội. Trong khi đó, nhiều vụ trốn thuế với số tiền lớn hơn lại do cơ quan cảnh sát điều tra tiếp nhận hình ảnh ông Đặng Đình Bắc. Theo luật, cơ quan an ninh điều tra chỉ có thẩm quyền điều tra các tội phạm an ninh quốc gia, tội phạm chiến tranh và tội phạm nghiêm trọng. Trong khi trốn thuế không được xem là tội phạm thuộc thẩm quyền cơ quan này. Điều này chỉ có thể xảy ra trong trường hợp được Bộ trưởng Bộ Công an ông Tô Lâm cho phép như một trường hợp ngoại lệ. BBC dẫn lời luật sư Kate Holcomb từ Liên minh luật môi trường toàn cầu ELAW. Bà đã lên tiếng chỉ trích vụ việc của Đặng Đình Bách. Bà cho rằng ông Bách là vô tội và ông luôn tuân thủ pháp luật trong nhiều năm qua. Bà cũng nhấn mạnh rằng trường hợp của Bách là đặc biệt và không bình thường với mức án tù đặc biệt dài hơn so với những người khác bị kết án với tội danh tương tự. Việc cơ quan an ninh điều tra tiếp nhận điều tra vụ án trốn thuế của Bách thay vì cơ quan cảnh sát điều tra như các vụ án khác càng làm nổi bật sự kỳ lạ và đáng ngờ. Luật sư Holcomb cũng chỉ ra rằng trong hầu hết các quốc gia vi phạm luật thuế chỉ được coi là tội dân sự và không đến mức bị kết án tù thì vào đó các tổ chức sẽ nhận được thông báo và có cơ hội để sửa chữa các lỗi thuế. Tuy nhiên, Bách không nhận được bất kỳ thông báo hay cơ hội nào như vậy để sửa chữa hay hoàn tiền cho lỗi vô ý của tổ chức của mình. Luật thuế mờ ám của Việt Nam gây rủi ro pháp lý cho nhiều tổ chức vì họ không chắc chắn liệu họ đã tuân thủ luật hay không. Hình ảnh luật sư Kate Kong liên hiệp quốc đã nhiều lần tham vấn với chính phủ việt nam về việc luật thuế của nước này vi phạm quyền tự do biểu đạt và tự do hội hợp do sự mờ ám và không rõ ràng của nó điều này khiến cho các tổ chức không thể hoạt động tự do vì lo sợ vi phạm luật và bị trừng phạt tình trạng này đặt ra câu hỏi về cam kết của chính phủ việt nam đối với các ngăn chặn vi phạm thuế và sử dụng các quy định này để đe dọa và kiểm soát các tổ chức phi chính phủ luật sư kate hongkom nhận định rằng trong trường hợp của đặng đình bách là một ví dụ tiêu biểu cho xu hướng đáng lo ngại hiện nay tại việt nam mặc dù việt nam là thành viên của ủy ban nhân quyền liên hiệp quốc nhưng họ lại tiếp tục phớt lờ các đối thoại và kết luận từ liên hiệp quốc về luật thuế và việc áp dụng chúng để đàn áp quyền tự do biểu đạt và tự do hội hợp không chỉ ảnh hưởng đến người dân việt nam mà những hạn chế về không gian nhân sự cũng ảnh hưởng tới cả hành tinh của chúng ta việc hạn chế tiếng nói của những người muốn bảo vệ môi trường trong lành không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân việt nam mà còn ảnh hưởng tới tương lai của toàn bộ hành tinh để giải quyết vấn đề này các chuyên gia và tổ chức quốc tế kêu gọi chính phủ việt nam cần làm rõ và cung cấp hướng dẫn rõ ràng về luật thuế đồng thời tôn trọng quyền tự do biểu đạt và tự do hội hợp của công dân nếu mục đích thực sự của chính phủ là ngăn chặn vi phạm thuế họ cần thiết lập một môi trường pháp lý trong sáng và đảm bảo rằng các tổ chức có thể hoạt động tự do mà không lo sợ vi phạm luật quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo.đ với bản tin Việt Nam chính sách trốn thuế trở thành vũ khí đàn áp nhà hoạt động dân sự quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo.đ để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo chấm đề.